Chào anh em nhá. Hôm nay mới nhập đồ lăng xe nhá. Lâu lắm rồi không làm, mấy tháng rồi, nghỉ mấy tháng rồi. Mai mới nhập được đồ anh em nhá. Đấy. Lăng xe này, lưỡi ngon nhất này. Lưỡi khóa bự luôn, khóa xịn. Cái gì cũng xịn. Đấy. À, giờ mình làm đồ nhá. Lúc nào mà có lăng xê, bắt đầu có lăng xê thì mình sẽ thông báo anh em. Chắc là lúc mình sẽ làm liền cái video này với cả cái lăng xê buộc xong nhá. Anh em vào lấy. Mấy cả mấy anh em mà trước gọi điện mà mình hết hàng rồi ấy, thì xem ở trên kênh thì để lại bình luận hoặc là gọi điện cho mình hộ mình với cái. Tại vì đông anh em quá nên anh em thông cảm nhá. Anh em nào lấy thì để lại số điện thoại mình alo, còn là số điện thoại với cái địa chỉ nhá. Lăng xê của mình hiện tại vẫn bán đắt nhất Việt Nam anh em nhá, toàn hàng hiệu thôi, đồ xịn thì nó mới thế. 50k nhá một bộ nhá. Cả mình có bán cả mồi lăng xê nữa. Các anh em cũ câu thì biết rồi, còn những anh em mới thì chắc là nếu mà mới xem cái video này thì bây giờ mới biết. Dù là trọng lượng 18,5 kg nhá, dù lõi cước. Lưỡi chuni xịn của Nhật luôn, một vỉ 6 lưỡi nhá. Quay lên trên kênh nhiều rồi đấy, anh em xem thì biết là mình dùng cái loại lưỡi gì rồi, nên là giá nó mới như thế anh em nhá. Ok, quay ra làm đồ, khi nào mà mình làm xong thì mình sẽ lối liền với cả cái video này anh em xem, lấy lăng xê, để lại số điện thoại, ok. Gần bằng nhau vậy ạ? Gần 61 cân, gần 62 cân rồi. Anh em bà con có tạm trước một ít nhá. Có tạm trước hơn 20 bộ nhá. Ok, anh em nào lấy để lại số điện thoại thôi. Ra đây thì mình đóng một vài cái thùng hàng này cho mấy anh em ngày mấy hôm trước đặt mà mình hết đồ, bây giờ mình gửi anh em nhá. Anh em nhá. Đây đóng hàng nhá, vẫn là cái tờ hướng dẫn này. Tờ hướng dẫn gửi theo lăng xê nhá anh em nhá. Đây là mình gửi cho mấy các bạn mà hôm trước bảo lấy đấy, nhưng mà mình hết rồi đấy. Còn anh em nào mà mình chưa gọi điện mà không nhớ thì anh em nhắn tin cho mình nhá, mà gọi điện không có thì nháy máy mà nháy nhủng thì đấy mình gọi lại nhá. Đây ba bộ lăng xê nhá. Gói mồi này, gói mồi mình câu thử này, kèm theo hướng dẫn này. Anh em câu nếu mà thấy ok thì gọi điện cho mình lấy. Đây là shop gửi theo để anh em câu này. Ba bộ 150.000 chưa có ship anh em nhé. Vẫn như trước nhé, lăng xê của mình vẫn cứ đạt top 1 Việt Nam. Ok anh em. Đó.
Đây mình đóng lốt mấy hộp nữa, anh em nào lấy cứ để lại số điện thoại cho mình nhá. Bây giờ có hàng vét nhà rồi. Khoảng tầm 250 bộ anh em nhá.